Tình tiết mới liên quan đến quân nhân Trần Đức Đô không qua khỏi. Mới đây, Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng đã chính thức thông tin về sự việc quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi quê từ Sơn, Bắc Ninh, tử vong tại đơn vị khi đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện. Gia đình quân nhân Trần Đức Đô đã có hướng giải quyết. Ông Trần Đức Hội, bố của quân nhân Trần Đức Đô, cho biết gia đình và đơn vị đã tìm được hướng giải quyết liên quan đến cái chết của con mình. Liên quan đến vụ việc quân nhân Trần Đức Đô, trường quân sự quân khu 1 qua đời vào hôm 1 tháng 7, gia đình, đơn vị và chính quyền địa phương đã cử hành tang lễ quân nhân binh nhì Trần Đức Đô theo nghi thức quân đội. Lễ tang được tiến hành ở nghĩa trang làng Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, quê hương của binh nhì Trần Đức Đô. Ông Trần Đức Hội, bố của Trần Đức Đô cảm ơn đại diện đơn vị quân đội, chính quyền địa phương, họ hàng, người dân đến tiễn đưa con trai ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày 2 tháng 7, ông Trần Đức Hội cho biết Vụ việc liên quan đến cái chết của con mình đã được gia đình và đơn vị thống nhất mà không nêu cụ thể. Trong lúc tang ra bối rối, tôi xin không cung cấp thông tin thêm cho báo chí. Hôm nay gia đình sẽ có buổi họp, nếu có thông tin thêm, tôi sẽ trao đổi lại. Ông Đô bày tỏ. Như trước đó đã đưa tin, thông báo của Bộ Quốc phòng nêu rõ, ngày 26 tháng 6, Đại đội 14, Tiểu đoàn 4, Trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho Bộ đội Hành quân và Thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ 45 phút đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện, quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh lý do đau bụng. Khoảng 14 giờ 20 phút không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị đại đội 14 đã cử 3 người đi tìm. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày thì phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ ở trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại bệnh viện Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 phút ngày 28 tháng 6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã qua đời. Thông báo nêu rõ. Theo cục tuyên huấn, ngày 26 tháng 6, đại đội 14, tiểu đoàn 4, trường quân sự quân khu 1 tổ chức cho bộ đội hành quân vào thao trường huấn luyện theo kế hoạch. Trong khoảng từ 13 giờ 45 đến 14 giờ ngày 28 tháng 6, đơn vị đang làm công tác chuẩn bị huấn luyện Quân nhân Trần Đức Đô báo cáo chỉ huy đơn vị ra ngoài đi vệ sinh, lý do đau bụng. Khoảng 14 giờ 20, không thấy quân nhân Trần Đức Đô quay lại, chỉ huy đơn vị đại đội 14 đã cử 3 chiến sĩ đi tìm. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, phát hiện quân nhân Trần Đức Đô đang trong trạng thái treo cổ trên cây keo phía sau đỉnh đồi, cách địa điểm huấn luyện của đơn vị khoảng 50m. Đơn vị đã tổ chức đưa quân nhân Trần Đức Đô đi cấp cứu tại bệnh viện Gang thép thành phố Thái Nguyên. Đến 15 giờ 30 ngày 28 tháng 6, bệnh viện Thông 6, bệnh viện thông báo quân nhân Trần Đức Đô đã không qua khỏi. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng phản ánh trường hợp quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, quê thị xã Từ Sơn Bắc Ninh không qua khỏi. Người nhà cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Đại diện gia đình quân nhân Trần Đức Đô cho biết, đầu năm nay quân nhân Trần Đức Đô đã viết đơn xung phong nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, quân nhân đô được chuyển đến tiểu đoàn 4, đại đội 14, trường quân sự quân khu 1 huấn luyện. Khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 6, gia đình nhận được điện thoại thông báo con trai được đưa đi cấp cứu và đã không qua khỏi. Khi nhận thi thể của Đô vào ngày 28 tháng 6, họ phát hiện rất nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, lưng và ngực của nam quân nhân. Đến 18 giờ 30 ngày 29 tháng 6, gia đình quân nhân Đô gọi xe của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội đưa thi thể quân nhân Đô về bệnh viện bảo quản trong 10 ngày, với mục đích trong quá trình bảo quản sẽ khám nghiệm tử thi độc lập lại để tìm ra nguyên nhân. Tuy nhiên, nhà tăng lễ bệnh viện Đa khoa Đồng Đa từ chối nhận gửi thi thể quân nhân đô. Lực lượng chức năng đã vận động gia đình đưa về viện quân y 110, quân khu 1, nhưng gia đình không đồng ý. Đến khoảng 24 giờ ngày 29 tháng 6, xe đưa thi thể quân nhân đô về nhà quản trang Nghĩa Trang khu Đa hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tiến hành ướp đá bảo quản. Chiều cùng ngày, do bức xúc, Người nhà quân nhân Trần Văn Đô không cho địa phương làm thủ tục an táng, đồng thời đưa ra ba yêu cầu: phong liệt sĩ cho quân nhân Đô, làm rõ nguyên nhân không qua khỏi, chờ báo chí về để làm việc mới cho chính quyền địa phương làm thủ tục mai táng. Đến tối ngày 29 tháng 6, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã cử đoàn công tác do Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, phó tư lệnh làm trưởng đoàn và các cơ quan chức năng quân khu trực tiếp về Bắc Ninh, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, vận động gia đình tổ chức tang lễ cho quân nhân Đô. Theo Cục Chính trị Quân khu 1, Quân khu cũng đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp cùng quân khu giải quyết sự việc và cùng quân khu giải quyết sự việc và những vấn đề có liên quan. Trực tiếp tham gia cùng đoàn công tác quân khu chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Từ Sơn tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân tổ chức tang lễ cho quân nhân đô theo quy định và nguyện vọng của gia đình. Đồng thời chỉ đạo trường quân sự quân khu 1 phối hợp với địa phương vận động gia đình tổ chức mai táng, tiếp tục xác minh nguyên nhân và giải quyết công tác chính sách tiếp theo. Sau 4 ngày không qua khỏi, chiều mùng 1 tháng 7, thi hài quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, đã được mai táng tại Nghĩa Trang quê nhà. Ông Trần Đức Hội, cha quân nhân Trần Đức Đô cho biết, chiều nay dưới sự giúp đỡ của trường quân sự quân khu 1, chính quyền, cơ quan chức năng và gia đình đã tổ chức xong lễ mai táng cho con trai ông tại Nghĩa Trang quê nhà. Mong muốn lớn nhất của gia đình lúc này là cơ quan chức năng làm sáng tỏ tìm ra nguyên nhân cháu không qua khỏi, cũng như các vết thương trên người của cháu đô là như thế nào và sớm thông tin kết quả chính thức cho gia đình, ông Hội nói. Ông Hội cho biết, đại diện quân khu 1 đã hứa và khẳng định với đình sẽ điều tra làm rõ nguyên nhân cháu đô không qua khỏi, còn chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ cùng gia đình theo đuổi đến cùng vụ việc. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Châu Khê cũng xác nhận 14 giờ chiều cùng ngày, quân khu 1, chính quyền địa phương đã phối hợp gia đình tổ chức xong lễ an táng cho quân nhân Trần Đức Đô. Tại lễ truy điệu chiều mùng 1 tháng 7, ông Lê Xuân Lợi, Bí thư thị ủy Từ Sơn đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đồng chí Đô và nhân dân khu phố Đa Hội. Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau thương mất mát to lớn đối với gia đình, gia tộc và nhân dân khu phố Đa Hội. Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo quân khu 1 lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan chức năng của tỉnh đã tích cực chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phường Châu Khê và nhân dân khu phố Đa Hội tổ chức tang lễ cho binh nhì Trần Đức Đô. Mới đây, Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng phòng tuyên huấn quân khu 1 cho biết, đơn vị vẫn đang chờ kết luận từ các cơ quan tư pháp về nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh, không qua khỏi, không qua khỏi trong quá trình huấn luyện trên thao trường thuộc tỉnh Thái Nguyên. Có 4 đơn vị đang tham gia điều tra, gồm Phòng điều tra hình sự quân khu 1, Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Cục bảo vệ an ninh Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Thái Nguyên. Các cơ quan tư pháp đang phối hợp, nhận định, đánh giá trên cơ sở khoa học để đưa ra kết luận chính xác, khách quan về nguyên nhân dẫn tới việc quân nhân đô không qua khỏi. Khi đơn vị nhận được kết luận, sẽ công khai thông tin rõ ràng cho gia đình và báo chí, Đại tá Thìn nói. Theo luật sư Tạ Anh Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Bách Gia Luật và Liên Danh, đoàn luật sư Hà Nội cho biết, Trình tự công cuộc điều tra sẽ vẫn được diễn ra lần lượt. Trước tiên, cơ quan điều tra cùng phối hợp với cơ quan giám định pháp y có thẩm quyền phải khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xem xét thu thập các dấu vết trên thi thể nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm các thủ tục trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Đây là thủ tục tố tụng bắt buộc theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Sau khi có kết quả giám định pháp y làm rõ nguyên nhân không qua khỏi, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Nếu không có dấu hiệu tội phạm thì vụ án sẽ bị đình chỉ. Trường hợp vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra thực hiện một số hoạt động điều tra tiếp theo như lấy lời khai của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra vụ án, thu thập dấu vết tội phạm có ý nghĩa chứng minh tội phạm, thực hiện đối chất nếu lời khai của nhân chứng có nhiều điểm mâu thuẫn. Việc khởi tố vụ án hình sự nhằm mục đích để chứng minh, xác định hành vi phạm tội của một con người cụ thể. Trên cơ sở này, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Tuy nhiên, luật sư Tuấn cho rằng, cũng cần lưu ý, quá trình điều tra vụ án có hậu quả chết người xảy ra chưa rõ nguyên nhân. Theo thủ tục tố tụng hình sự thông thường, cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra khởi tố vụ án hình sự trước mới thực hiện một số hoạt động điều tra như lấy lời khai của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, khám nghiệm tử thi, xem xét thu thập các dấu vết trên thi thể nạn nhân thủ tục trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân không qua khỏi. Tuy nhiên thủ tục này tính chất bắt buộc có thể làm ngược lại quy trình này. Cũng theo Đại tá Thìn thông tin, sau khi sự việc xảy ra, đoàn công tác của quân khu 1 và trường quân sự quân khu 1 do một phó tư lệnh quân khu 1 làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến nhà quân nhân đô để phối hợp cùng địa phương và gia đình tổ chức mai táng. Nhưng do gia đình vẫn còn có những bức xúc và có một số yêu cầu nên đến sáng mùng 1 tháng 7 gia đình chưa đồng ý mai táng thi hài quân nhân đô đoàn công tác cùng chính quyền địa phương đã nhiều lần đối thoại, vận động gia đình quân nhân đô. Qua nắm bắt từ đoàn công tác, việc gia đình không tổ chức mai táng cho quân nhân đô là do gia đình vẫn còn nghi ngờ có hay không việc đồng chí đô không qua khỏi là do bị đánh. Cũng theo đại tá Thìn, sau khi sự việc xảy ra, có nhiều người lạ không phải người nhà nạn nhân đã tới can thiệp và đẩy vấn đề lên, lôi kéo khoảng 400 người đến kích động, quấy nhiễu để gia đình không thực hiện việc mai táng xem clip mẹ cháu Đô phát biểu khi cơ quan chức năng đến vận động mai táng hôm qua. Đơn vị, đồng đội và cả tôi cũng đồng cảm, đau xót với gia đình đồng chí Đô. Nhưng thật khó hiểu bởi, nhưng thật khó hiểu bởi mỗi khi mẹ cháu phát biểu thì những người xung quanh lại rầm rộ hoan hô cổ vũ. Nếu là người nhà thì làm sao họ cổ vũ trước những đau thương mất mát như vậy? Chúng tôi cho rằng có sự kích động của kẻ xấu, nhưng trong lúc tang ra đau thương mất mát thì chúng tôi tạm chấp nhận như vậy. Đại tá Thìn chia sẻ. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.